Nhà vườn Cát Tường con xin kính chào quý cô bác và các anh chị đang xem clip của bên vườn con nhé, đang xem video của vườn nhé. Hôm nay con giới thiệu tới cho toàn thể quý cô bác và anh chị một số những cái giống cây hiện tại đang có ở vườn con và một số cái giống con mới về. Cây rất là đẹp luôn nhé, rất là mong mọi người xem hết video và ủng hộ cho nhà vườn nhé. Đầu tiên thì con giới thiệu tới tất cả quý cô bác và anh chị một cái cây măng cụt vàng nhé. Cây măng cụt Thái, cây ghép nhé mọi người. Măng cụt Thái ghép này mọi người ơi. Cây này nó là cây măng cụt Thái ghép và cây này đang có biểu ca từ khoảng 50 đến 60 sen nhé mọi người ơi. Cây này thì nhà con là nhập nguyên cây nhé mọi người, nhập nguyên cây từ bên Thái về. Đấy, vẫn còn nguyên cả túi lưới này. Đấy, hàng nhập nguyên Thái này. Hàng này nhập nguyên Thái nhé mọi người. Thế nên là mọi người mua hàng thì rất là yên tâm nhá. Cây măng cụt Thái này, cây ghép này sẽ rất là nhanh cho trái mọi người ạ. Một đợt vừa rồi có về cái lô này thì có một số quả, một số cây đã cho quả. Nhưng mà là do cây, những cái cây có quả thì cây nó rất là nhỏ nên vườn không có để, vườn không có để quả, thế nên vườn cũng có vắt đi. Đấy. Thế nên nhưng mà do là cái măng cụt Thái này nó cực kỳ là nhanh ra quả nhá mọi người ơi. Quả của nó rất to và đều cánh, đều múi nhá mọi người. Múi trắng và quả to rất là ngon. Đấy thì nhưng như hiện tại đây vườn con số lượng cũng không có nhiều nhưng mà con mang một cây ra để quay mẫu cho mọi người nhá. Con mang một cây quay mẫu cho mọi người này. Cây này thì nhà con đang bán là 160.000 một cây nhá. Bác nào có mua hai cây thì vườn miễn ship cho các bác. Đấy, vườn con bán 160.000 một cây. Bác nào mua hai cây thì con miễn ship cho các bác, các anh các chị mình nhá. Cây măng cụt Thái thì mình có thể trồng ở cả ba vùng khí hậu Bắc Trung Nam, rất là dễ trồng. Và cái dòng này thì ở Việt Nam mình trồng đã ra rất là nhiều trái rồi. Nó là cây nâu năm có tồn tại ở Việt Nam mình cũng khá là lâu rồi. Đấy thì khi mà mọi người trồng cái cây này nó rất là khỏe nhá. Cây cực kỳ là khỏe luôn mọi người ạ, khỏe lắm mà dễ trồng cực kỳ luôn. Đấy, cây hiện tại đang có cái bầu, miệng bầu của nó là có 15 nhá, miệng bầu 15 này. Miệng bầu 15 này. Đấy. Cây ghép nhá, cây ghép này, mắt ghép rất là ổn định luôn. Mọi người mua cây thì rất là yên tâm này. Cây ghép, cành tán rất là khỏe mạnh, cây khỏe mạnh nhá. Bác nào mà có nhu cầu trồng măng cụt Thái thì liên hệ luôn cho nhà vườn này. Số điện thoại và Zalo của vườn con là 0375227484 nhá. Hôm nay là con quay mẫu cho mọi người xem đấy. Tất cả những cái cây này là cây mẫu nhá mọi người ơi. Cây mẫu nhá. Thì số lượng thì trong vườn còn khá là nhiều. Thế nên là bác nào có nhu cầu thì cứ gọi điện trực tiếp cho nhà vườn. Không có phải lo là hết cây nhá mọi người nhá. 160.000 một cây này. 160.000 một cây. Bác nào mua hai cây thì bên con miễn ship măng cụt Thái ghép nhá. Số lượng còn khá là nhiều. Thế nên mọi người cứ yên tâm mua nhá. Để giới thiệu tiếp theo một cái cây nữa cũng là măng cụt nhá mọi người ơi, nhưng mà cái dòng này nó rất là khác này. Đây là măng cụt vàng Úc nhá. Măng cụt vàng Úc này mọi người ơi. Đây là măng cụt vàng Úc này. Cái dòng măng cụt này thì hiện tại nó đã du nhập về Việt Nam mình được khoảng 3 năm nay. Cái măng cụt vàng này, măng cụt vàng Úc này nhá mọi người ơi, cái quả của nó thì là hình bầu dục rất là to, quả rất là to và ăn có vị ngọt mát và rất là thơm nhá mọi người ơi. Vị ngọt mát, ruột trắng phau và không có nhiều múi như cái dòng măng cụt Thái hoặc măng cụt của mình nhá mọi người ơi. Cây này nó đang có biểu ca là 60 đến 70 sen tùy theo cây nhá mọi người. Cây này nhà vườn em đang bán là 380k một cây nhá. 380k một cây này. Đây là măng cụt Thái nhá, cây nguyên bản luôn mọi người nhá, cây nguyên bản này. Cây này trồng chỉ 2 đến 3 năm là cho trái thôi, một số vườn ở Việt Nam đã cho trái rồi. Ở miền Nam thì chưa có thấy cập nhật, ở miền Bắc thì đã có một số vườn thấy có ra trái rồi nhá. Đấy, thế nên cái khi mọi người trồng cái cây này nó rất là nhanh lớn nhá các anh các chị mình nhá. Nó rất là nhanh lớn luôn và rất là khỏe, không kén khí hậu đâu. Cây này ở Việt Nam mình trồng Bắc Trung Nam đều trồng được, thế nên mọi người trồng sẽ rất là yên tâm. Cái dòng măng cụt này hiện tại 1 kg ở trên thị trường con đang thấy là có dao động là từ 1 triệu đến 1 triệu 200 k 1 kg nhá. Và vườn con cũng có order quả cho tất cả các anh chị mình nếu mà ai có nhu cầu ăn cái dòng măng cụt vàng đấy nhá. Có order quả nhá. Bác nào mà có muốn mua quả thì bên con gửi từ 1 kg. Đấy, bên con gửi từ 1 kg bởi vì người ta không nhận là order thấp hơn. Là 1 kg thì là con cũng chưa, giá của nó dao động khoảng 1 triệu đến 1 triệu 2 nhá. Vì là chưa có giá chính xác cụ thể. Nhưng mà bên kia cũng có báo về cho vườn là như thế. Thì bác nào mua thì con chỉ mua hộ thôi, mua hộ cho các bác thôi, con không có tính công tính lãi gì đâu ạ. Bởi vì là hàng này chỉ là mua hộ thôi nhá mọi người. Số lượng nó cũng không có nhiều. Đấy, cây măng cụt Thái này, măng cụt vàng Úc này thì vườn con đang bán là 380k một cây nhá. Hiện tại cây này là 380k này. Cây to hơn, cây cao khoảng 1m rưỡi đến 1m6 thì vườn đang bán là 900k nhá.
Vườn đang bán là 900k, nếu mà bác nào có nhu cầu mua cây to hơn thì là vườn con đang bán là 900k, cây cao từ 1,5m đến 1,6m. Cây này thì cao từ 60 đến 70 cm nhé mọi người ơi. Cây cao 60 đến 70 cm này rất là đẹp luôn. Cái loại này thì trồng cực kỳ là khỏe luôn, bao khỏe luôn cho các anh các chị mình nhá. Cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, thế nên là một cái giống măng cụt rất là mới và hiện tại ở Việt Nam mình còn đang mới nhân giống về và chỉ có những cái nhà vườn ở chuyên cung cấp các cái dòng cây độc lạ thì mới có cái dòng cây này thôi mọi người nhá. Chuyên cung cấp các dòng cây độc lạ thì mới có loại này thôi. Bác nào mà có nhu cầu mua thì mình liên hệ trực tiếp cho con nhá. À, tiếp theo này con giới thiệu với mọi người một cái cây mà cây la nhá. La Thái thì hiện tại thì nó cũng khá là quen thuộc, phổ biến ở Việt Nam mình rồi. Cây rất là đẹp luôn này. Cây này nhà vườn con đang bán là 50k một cây nhá mọi người ơi. Măng cụt Thái, à quên xin lỗi ạ. Cây la Thái nhá, 50k một cây. Nếu mà bác nào mua thì liên hệ cho con. Đấy, bác nào mua 3 cây thì vườn miễn ship nhá. 50k một cây rất là đẹp luôn, cây ghép nhá mọi người ơi. Các bác về trồng chỉ 6 đến 8 tháng là sẽ có quả thôi. Cây này về trồng 6 đến 8 tháng là có quả. La Thái ghép nhá các anh các chị mình nhá. 50k một cây thôi. Rất đẹp luôn. Bác nào mua 3 cây thì vườn miễn ship luôn cho các anh các chị mình nhá. Số lượng ở vườn hiện tại nó có khoảng 20 cây thôi. Đấy, bác nào mà lấy số lượng nhiều hơn thì có thể liên hệ trực tiếp cho vườn theo số điện thoại của con là 037 522 7484. Rất là mong được mọi người ủng hộ cho nhà vườn nhé. Đây, cây la Thái này. La Thái nhá, la Thái ghép quả cực kỳ là to luôn mọi người ạ. Cái dòng la này thì không phải giới thiệu nhiều rồi, bởi vì là một số quá là nhiều, phần đông về số dân số Việt Nam mình hầu như ai cũng đã biết tới và cũng đã từng ăn ít nhất một đến vài lần quả la Thái rồi nhé. Cái dòng này thì vườn con đang bán là 50k một cây. Bác nào mua thì ủng hộ cho vườn nhé. 50k một cây. Rất là đẹp luôn nhé mọi người ơi. Cây sum xuê đẹp lắm. Con gửi cho mọi người, nếu mà bác nào mua 3 cây thì vườn miễn ship cho tất cả các anh các chị mình nhé. Đấy, 50k một cây này. Đấy, quá là đẹp luôn. Thực sự là cái cây này con số lượng con có 20 cây thôi. Thế nên là bác nào muốn mua, bác nào có nhà vườn rộng thì mình có thể mua nhiều một chút. Bởi vì cái dòng na này quả nó to, rất là to. Và cái thị trường tiêu thụ cũng rất là lớn. Cái đem lại cái nguồn thu nhập kinh tế rất là cao cho cái nhà vườn nhá, cho các bác nông dân mình nhá. Đấy. Tiếp theo con giới thiệu tới với mọi người một cái cây lê nhá, một cái giống lê. Con xin giới thiệu này, cái giống lê này nhá, các bác các anh chị mình này. Cái lê này gọi nó là lê xanh. Lê xanh VH6 nhá. Cái dòng này quả cực kỳ là to các anh các chị mình nhá. Quả rất là to luôn mọi người ạ. Cây này nó là cây nhớ, cây nhớ nhớ. Và thực sự là cái giống lê này, cây nhớ như thế này nó rất là ít luôn, là số lượng nó không hề có nhiều. Nó không hề có nhiều đâu nhá các anh các chị mình nhá. Và cái loại này ở miền Nam trồng ra rất là sai quả và quanh năm luôn. Nếu mà bác nào mà đã trồng lê rồi thì sẽ biết, bởi vì là cái dòng lê này nó rất là hợp khí hậu ở Việt Nam mình, kể cả khu vực nắng hay là khu vực lạnh Bắc Trung Nam mình đều trồng được. Vì là cái dòng DVH6 này nó rất là khỏe luôn. Kể cả lê lâu cũng thế nhá các anh các chị mình nhá. Bác nào mà có nhu cầu trồng lê lâu thì cũng liên hệ cho vườn con. Cây lê VH6 này vườn con đang bán là 380k một cây nhá mọi người nhá. 380k một cây này. Nói chung là cái cây choai này này. Cây choai này thì là không có số lượng, không có. Con khẳng định là cái số lượng cây choai lê xanh này nó rất là ít luôn mọi người nhá. Cây giống thì mọi người có thể mua được, nhưng mà cái dòng cây choai mà dòng cây choai đẹp mà đang có bầu như thế này thì thực sự là không có nhiều đâu ạ. 380k một cây, bác nào có nhu cầu trồng lê xanh thì mình liên hệ trực tiếp cho vườn. Cái dòng lê xanh rất nổi tiếng nữa luôn ạ. Vỏ của nó giòn, ngọt, mọng và rất là thơm nhá mọi người ơi. Cái cùi, cái ruột của nó rất là ít, chủ yếu là cùi của nó ăn rất là mát và mọng nước. Đấy, cái dòng lê này thì đang được rất là chuộng ở Việt Nam mình. Và cái mô hình mở rộng lê xanh này cũng khá là được đầu tư ở các cái vườn của Việt Nam nhá. Đấy, những bác nào mà có nhu cầu mà xem cây to, cây hiện tại thì mình có thể về miền Bắc, các cái khu vực ở ở miền Bắc mình rất là nhiều. Đấy, những khu vực trồng lê sẽ rất là nhiều nhá. Đấy, còn cái cây lê này nhà con đang ra cho mọi người là 380k một cây nhá các anh các chị mình nhá. 380k một cây, nếu mà bác nào có thì cứ gọi điện trực tiếp cho con, số con luôn là đọc cho mọi người đấy ạ. 037 522 7484. Nhà vườn Cát Tường con là Zalo cũng như thế nhá. Zalo của một số luôn. Đấy, Zalo một số luôn nhá mọi người ơi. Cái lê xanh này quá là đẹp luôn nhá mọi người ơi. Cái cây này quá là đẹp luôn, hàng nguyên bầu nhá.
hàng nguyên bầu, cây có chiều cao, nói chung là chiều cao thì không quan trọng lắm đâu, bởi vì là nhà vườn có bấm đi để tạo tán cho cây thôi, chứ còn chiều cao thì để nó sẽ cao khoảng mét 7 mét 8 cũng có nhá, nhưng mà vườn bấm đi để tạo tán cho lê nhá. Đấy thì mọi người cứ yên tâm là trồng cây này thì mình không phải lo lắng gì cả, cây nguyên bầu như thế này nhá, cây ghép 100% nhá mọi người nhá, cây ghép ạ. Đấy, tiếp theo con giới thiệu tới cho mọi người một cái dòng cây rất là nổi tiếng. Một cái dòng cây rất là nổi tiếng của Việt Nam mình nhá. Là cây nổi tiếng, cây chanh. Đây là cây chanh, nó không đơn giản như chanh chanh tai, chanh giấy mình đâu mọi người ơi. Nó là chanh chanh ngón tay thế hệ mới nhá các anh các chị mình nhá. Cái dòng chanh ngón tay giống mới này thì quả nó sẽ dài và cái bầu của nó sẽ to hơn chút xíu, một chút xíu cái chanh ngón tay truyền thống nhá. Quả của nó ra thì sẽ có màu đỏ nhá các anh các chị mình nhá. Quả ra màu đỏ này. Chanh ngón tay thế hệ mới này thì nhà vườn đang bán là cái cây này nó là cây nhỡ rồi. Cây này nó đang cao là tầm khoảng 80 phân nhá, 80 sen nhá mọi người ơi. Cái cây đang rất là sum, rất là đẹp này. Bên con đang bán là 350.000 một cây. Đấy, chanh thế hệ mới, chanh ngón tay thế hệ mới, quả màu đỏ. Quả sẽ dài và to hơn một chút xíu so với cái dòng chanh thực tế, cái chanh truyền thống, chanh ngón tay cũ nhá mọi người. Cây ghép 100% hàng nguyên zin bầu luôn nhá mọi người. Đấy, 380k một cây. Nếu mà bác nào có nhu cầu mua cái cây chanh ngón tay thì liên hệ luôn cho vườn nhá. Số lượng hàng chanh ngón tay giống mới này nó cũng không có nhiều đâu mọi người ơi. Giống mới nó không có nhiều nhá, nó có ít thôi. Hàng này đang được thử nghiệm nên ở Việt Nam mình cũng có một số các anh chị trồng rồi, có một số anh chị trồng ra trái rồi nhá. Đấy, cây rất là khỏe luôn, hàng ghép rất là nhanh cho trái. Mọi người về trồng chỉ 2 đến 3 tháng là sẽ có trái thôi, 2-3 tháng thôi nhá các anh các chị mình nhá. Quá là đẹp luôn, nếu mà bác nào mà muốn trồng thì mình cứ liên hệ trực tiếp cho vườn. Tiếp theo để giới thiệu tới mọi người một cái loại cây nữa, hàng mới về rất là đẹp luôn ở vườn và số lượng con khẳng định là có rất là ít ở Việt Nam mình nhá, không có nhiều. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thì mình trực tiếp liên hệ cho vườn em nhá. Đây để con ra con giới thiệu cho mọi người này. Để giới thiệu với mọi người tiếp theo một cái cây mới về vườn ở tại vườn nhà em hiện tại, cây rất là sum xuê, rất là đẹp này mọi người. Đây là cái cây mận máu bong hạt nhá, mận đỏ bong hạt nhá mọi người ơi, mận đỏ bong hạt này. Cái cây này thì hiện tại ở vườn là hôm vừa rồi đi vườn con có nhập được ít thôi, không có nhiều nhá các anh các chị mình ơi. Có khoảng 4-5 cây thôi các anh các chị mình ạ. Có khoảng 4-5 cây thôi, còn đâu là có một số ít nữa vừa thì không nhập được bởi vì người ta còn lấy mẫu để làm giống ấy, người ta còn lấy cây để làm giống ấy. Cái mận đỏ bong hạt này thì cây nhà vườn con đang bán là cái cây choai này, cây nhớ rất là sum xuê và đã rất là thuần khí hậu rồi nhá. Cây này nhà con đang bán là 450 một cây. Cái mận đỏ bong hạt này số lượng rất là ít. Cái quả này thì khi xanh ý, khi xanh thì là nó cũng đang cũng sẽ có độ giòn và ngọt nhá mọi người ơi. Và chín thì sẽ chuyển dần sang màu đỏ và cái hạt của nó sẽ bong rất là dễ luôn. Đấy, cái hạt nó bong rất là dễ luôn thì hiện tại là con đã nhập được ở vườn cũng có số lượng rất là ít thôi, không có nhiều đâu nhá mọi người ơi, số lượng rất là ít, người ta còn để làm giống ý, thế nên người ta cũng nhiều vườn người ta cũng không muốn bán cây để người ta còn lấy mắt người ta ghép cây các chị mình ạ. Cái cây mận đỏ bong hạt này thì số lượng thì có mấy cây như thế này thôi, rất là sum xuê này, rất là sum xuê đẹp nhá. 450.000 một cây, bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp cho vườn này. 450.000 một cây nhá. Chắc hình như hôm vừa rồi, hôm trước con lấy được có 4 cây thôi mọi người ạ. 4 cây thôi nhá. Đấy, mận đỏ bong hạt rất là mới ở Việt Nam mình luôn. Và cái dòng này rất là dễ trồng và rất là dễ chăm cái quả ra. Cây này thì sang năm các bác đã có quả rồi nhá mọi người nhá. Cây này thì mọi người lưu ý giúp con là sang năm đã có quả rồi. Quả của nó ăn rất là ngọt và rất là ngon nhá mọi người. Ngọt lắm luôn ý. Quả của nó chín ăn cực kỳ là ngọt và giòn nhá. Rất cực kỳ là ngon luôn. Thế nên khi mọi người trồng cái cây này, cây mận này thì là như ở nơi nhập về thì bên có giới thiệu với con là cái cây này nó chịu nhiệt rất là tốt. Ở miền Nam mình trồng cũng rất là ok. Đấy, người ta nói là cái dòng mận này nó chịu nhiệt tốt cực kỳ luôn. Thế nên là khi mà các anh các chị mình ý, nếu mà các anh các chị mình ở miền Nam mình trồng ý, thì em nghĩ là cũng rất là yên tâm luôn. Bởi vì là nhà vườn người ta nói thế thì chắc chắn là cái tỷ lệ người ta đã thử nghiệm rồi và cũng đã có trái rồi. Thế nên là bên nhà vườn người ta cũng có nói chuyện với bên con là lúc nhập là nói là ở trong miền Nam trồng rất là ok luôn nhá. Rất là ok luôn. Thế nên các anh các chị miền Nam mình cứ yên tâm trồng nhá. Cái mận đỏ bong hạt này rất là ngon luôn mọi người ơi, không trồng thì cực kỳ là tiếc. Ngon lắm luôn nhá mọi người nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, số lượng có rất là ít thôi.
số lượng có rất là ít thôi. Tiếp theo này, con xin giới thiệu với mọi người nhé, một cái cây, một cái dòng mận nữa, cũng là mận nhé mọi người ơi. Đây là mận đen này, mận Úc đen nhé mọi người ơi. Cây này cây nhỡ nhá, cây mận Úc đen này. Cây này thì vườn đang bán là 380.000 một cây nhá, mận Úc đen. Đấy, cây mận Úc đen này thì quả của nó khi chín là sẽ có, khi xanh là quả to, có màu xanh. Đấy, ăn có vị chua. Còn đâu khi chín là sẽ chuyển sang vỏ đen và ruột màu vàng nhé các anh các chị mình nhá. Hiện tại cái cây choai này thì ở vườn đang bán là 380.000 một cây nhá. Đấy, cây choai vườn con đang bán là 380.000 một cây mận đen Úc nhá. Cây mận đen Úc này rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đấy, cái dòng này ý, nó cũng là cây nhập khẩu về đấy. Nó cũng là cây được nhập khẩu nguyên cây về. Thế nên mọi người trồng thì rất là thích luôn. Bởi cái quả mận đen Úc này á, nó rất là to nhá mọi người nhá. Cây này, cây mận đen Úc này quả rất là to này. Cây này mận quả rất là to luôn nhá. Đấy, quả to cực kỳ luôn. Cái lá của nó khác hoàn toàn luôn. Cái lá của nó sẽ có màu xanh đậm và chổng lên nhá. Lá to màu xanh đậm chổng lên rất là khác với cái mận đỏ bong hạt nhá các anh các chị mình nhá. Đấy, cái cây mận đen Úc này thì vừa đang bán là 380.000 một cây. Nếu mà bác nào mà có nhu cầu trồng cái cây này thì mình có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo số 037 522 7484 để vườn tư vấn thêm cho tất cả các anh các chị mình nhá. Đấy, rồi cái cây này quả to mà khi nó xanh ý, quả xanh nó sẽ có vị chua các anh bác nhá. Con đảm bảo con nói này, cái quả xanh thì nó sẽ chua, nó sẽ không có độ ngọt như là cái dòng mận đen bông hạt, mận đỏ bông hạt nhá mọi người nhá. Quả chua và khi chín là sẽ có, khi chín sẽ chuyển sang màu, sang ngọt và cái vỏ màu đen nhá. Vỏ màu đen ruột vàng. Đấy, cây choai rất là đẹp luôn và cây này đã rất là ổn định rồi, cây cực kỳ là đẹp luôn. Số lượng cây choai này cũng không có nhiều, thế mọi người tranh thủ bác nào mà có thích trồng cái giống này thì mình liên hệ cho vườn 350.000 một cây mận đen nhá. Mận đen Úc cay các chị mình nhá. Ôi dồi ôi, cái cây này trồng thích cực kỳ luôn. Nhìn cái quả của nó trên cây thì cũng thì gọi là mê mẩn luôn các bác ạ. To, đẹp, ngon lắm. Thế như là cái quả mận của nó to như quả trứng gà luôn ý mọi người ạ. To lắm, thế nên mọi người lên trồng nhá. Đấy, thôi cái clip và vườn con thì tới đây xin kết thúc. Thì rất là mong mọi người bác nào mà đã xem từ đầu đến cuối rồi mà có thích cây gì thì ủng hộ luôn cho nhà vườn theo số điện thoại là 037 522 7484. Bên con sẽ gửi trực tiếp cho các bác và các bác nhận hàng được kiểm hàng trước khi thanh toán giúp con nhé. Các bác nhận hàng kiểm hàng trước khi thanh toán giúp con, chuẩn cây chuẩn giống cho tất cả mọi người nhé. Rất là cảm ơn tất cả các anh các chị mình đã luôn ủng hộ cho nhà vườn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái clip sau ạ. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nhé.